là con đèn quay phim 60W nhỏ nhất thế giới, lại còn có RGB nữa anh em, có thể thay đổi được tất cả các màu sắc cũng như là có rất nhiều ứng để anh em có thể quay được bất kỳ cảnh quay nào và dễ dàng sử dụng cho bất kỳ người nào. Nó như một con đèn studio trong vỏ bọc nhỏ gọn, không tin được luôn á anh em. Và hiện tại mình may mắn trải nghiệm sớm, đây là một trong những con đèn đầu tiên tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và nó nhỏ gọn, nó tiện lợi như thế nào, anh em hãy xem tiếp video này nha. Trong điều kiện quay ngược sáng như vậy, anh em mong muốn có một cái hoàng hôn đẹp nhưng mà cái khung hình vẫn đủ sáng, thì anh em cần phải có một cái đèn để backup ánh sáng ngược lại với lại hoàng hôn. Hiện tại mình đang sử dụng Morlet X60, mình đang để thông số tầm 50% thôi, nhưng mà vẫn có một cái khung hình đầy đủ ánh sáng để anh em quay những cái bối cảnh như vậy ha. Với công suất 60W thì có thể đủ sức để gắn những softbox tầm Parabolic Chinabon hoặc là những cái softbox 60 ha, giúp cho anh em có ánh sáng mịn màng hơn, chiếu được những cái vùng chiếu sáng rộng hơn. Nên việc sử dụng những con đèn có công suất 60W sẽ là công suất tối thiểu và thông dụng với nhiều anh em quay phim solo nè, quay wedding nè, quay interview nè, hoặc đơn thuần quay TikTok, quay vlog. Thì cái công suất 60W mình nghĩ đó là một công suất tối thiểu để anh em có thể chơi ha. Bên trong nó sẽ có gì? Mình sẽ giới thiệu cho anh em từng món ha. Đây là bộ combo kit, nó sẽ bao gồm là đèn nè, dom tản sáng nè, và một cái chóa, đó, cái reflector mini ha, cái dom tản sáng mini luôn, và một cục pin. Thì cục pin này á là giống như cục pin dùng cho con X100, và thực tế nó là chính xác như vậy đó anh em. Có sử dụng chung được cái đèn là Morlet X100 mình đã từng giới thiệu, mình sẽ để trên đây ha. Nó chỉ khác con cái là ở trên đây nè, phía trên đây nè, nó sẽ không có viết cái chữ gọi là X100 thôi. Và tiếp theo đó là adapter sạc này có công suất 64.8W nha. Dễ hiểu thôi, những cái đèn mà có công suất 60W phải sử dụng những cục nguồn trên 60W mới có thể sử dụng được cái đèn này, nó hết công suất ha. Mình cảm thấy cái chó này nó khác khác với lại cái chó của những phiên bản trước. Đây anh em có thể nhìn thấy cái phần mà có thể refresh được ánh sáng á, rất là gồ luôn. Thì mình nghĩ với cái thiết kế mới này, cái chó này nó sẽ có hiệu quả gom sáng nhiều hơn, tăng công suất cho đèn nhiều hơn. Cải tiến xíu xíu này nó đáng tiền nha anh em. Cái dom tản sáng vẫn như vậy thôi anh em, vẫn giống những cái những phiên bản cũ thôi. Thì cái túi vẫn như những cái túi ở những phiên bản đèn trước thôi, nó cũng rất là chắc chắn, cũng có dây kéo chống nước mưa nhẹ nè, những cái miếng xốp rất là dày luôn để anh em có thể bảo vệ được đèn. Từ những phiên bản mới này thì Zizun sẽ cho chúng ta có dây hai đầu Type-C, và anh em có thể sử dụng những dây này kết nối rồi cấp nguồn cho đèn hoặc là sạc cho cục pin có công suất cực kỳ cao. Tiếp theo đó là một cái túi gọi là cái túi bảo vệ cái after sạc ha. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta ha, nó có một cái miếng bảo vệ cái mạch led nè. Khi mà anh em sử dụng anh em nhớ lấy ra nha, tại vì cái công suất 60W nó cũng rất là nóng, nên cái việc mà anh em sử dụng cái đèn này cần phải lấy ra thường xuyên và kiểm tra thường xuyên, không là nó cháy cái này, nó teo, nó dính vô cái đèn, nó hư đèn nha anh em. Càng ngày những chiếc đèn quay phim có thiết kế càng đẹp, càng gần gũi hơn so với những chiếc đèn quay phim trước giờ mà anh em hay thấy to bự cồng kềnh, nó rất là thô sơ luôn và đơn sắc. Thì bây giờ Zizun Morlet X60 rất là đẹp luôn anh em thấy không, rất thời trang luôn, nhìn rất là ngầu, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được, rất là nhỏ gọn luôn, có thể đút túi quần túi áo hoặc là bỏ thẳng vô ba lô mà không cần suy nghĩ đắn đo là có nên đem đèn để quay phim không. Khung hình của anh em thiếu sáng thì nó sẽ không có đẹp bằng những cái khung hình đầy đủ ánh sáng. Và có một cái đèn như vậy, anh em sẽ yên tâm lúc nào trong người cũng vẫn có ánh sáng nha. Đèn này mình chấm 10 điểm nha, rất là đẹp luôn, rất là tinh tế luôn. Đây, đó, rất là nhỏ gọn luôn, nó nhỏ bằng cái ví của mình đó anh em, cầm rất là nhẹ tay luôn. Nếu chỉ có đèn không thôi, không có phụ kiện, thì cân nặng của cái đèn này nó chỉ hơn 300g tới thôi. Khi mà anh em gắn hết tất cả mọi thứ vô thì nó mới lên tới tầm 800g. Mình thấy nó có nét đặc trưng của những con đèn trước mà Zizun đã từng giới thiệu, nhìn phát biết ngay là hãng nào sản xuất luôn. Với cái vỏ nhựa màu xám nè, kết hợp những cái điểm nhấn màu cam, mình nhìn hao hao giống con V60 ha. Và mặt trước mặt sau nó sẽ có một cái lớp nhựa trong màu cam nhạt, lớp nhựa trong suốt nè,
cực kỳ trendy luôn. Mình thấy anh em trong hội công nghệ hay săn những cục sạc dự phòng trong suốt cái kiểu á, thì cũng chuẩn bị tiền săn em này đi nha. Cực kỳ độc lạ và đẹp luôn. Anh em có thể sử dụng cái đèn này, có thể trang trí được luôn á anh em. Trang trí góc làm việc nè, trang trí bàn làm việc nè. Và khi nào mà cần quay clip thì lấy ra và quay thôi. Nó có tới hai công dụng luôn anh em: trang trí và sử dụng để giúp cho công việc của anh em được sáng sủa hơn. Vì đây là phiên bản RGB nên mặt LED phía trước á, nó sẽ có rất nhiều tim LED. Và MOLED X60 nó có hai phiên bản, một phiên bản là chỉ chỉnh được nhiệt độ màu thôi, còn phiên bản mình đang cầm trên tay á là có thể chỉnh được RGB, vẫn là cái ngàm ZY ha. Thì cái ngàm ZY này á, anh em có thể kết hợp sử dụng với những cái phụ kiện, ví dụ như đây cái softbox mini nè, và những cái chó, những cái phụ kiện trước của Zizun luôn, hoặc là những cái mau chuyển qua Bowen nè. Anh em muốn sử dụng kết hợp với những softbox to hơn thì phải mua thêm cái phụ kiện, đó là Bowen mau adapter B. Nhớ nha, adapter B nó mới có cái phần mà nhô ra như vậy để em có thể gắn dễ dàng vào cái đèn ha. Đó, anh em chỉ cần kê vào thôi. Rồi, và sẽ có một cái ngàm Bowen full để em có thể gắn bất kỳ cái softbox nào có ngàm Bowen. Và Zizun vẫn có những cái softbox hỗ trợ cho anh em, những softbox lớn và chuyên nghiệp như vậy. Đó, gắn vào. Đó, thì anh em sẽ có một cái softbox rất là bự và rất là chuyên nghiệp với cái body nhỏ gọn này về thôi ha. Bowen mount adapter A thì nó không có cái phần nhô ra như vậy, chỉ gắn được cho con G60 thôi nha. Anh em nhớ nha, nhớ lưu ý cái phần này, tại vì mua về không xài được mất công lắm. Và một điểm đáng chú ý của những dòng đèn Zizun sản xuất đó là cái vùng tản nhiệt rất là nhiều trên sản phẩm của họ. Thì cái vùng tản nhiệt trước nè, sau, trên, dưới và phía bên hông, đó rất là nhiều luôn em nhìn nè. Vẫn là công nghệ tản nhiệt độc quyền Dynavox, quạt tản nhiệt siêu bự luôn anh em. Thì anh em có thể thoải mái sử dụng đèn này ở nhiều điều kiện môi trường nè, hoặc là ở trong những cái set quay nó có thời lượng dài một tí ha. Cái quạt này cực kỳ êm luôn, không nghe một cái tiếng động gì luôn. Khi mà quay thu âm á thì anh em yên tâm về cái quạt này. Kế bên cái quạt tản nhiệt sẽ là hai cái nút, và hai nút đặc trưng này của Zizun có thể điều khiển được tất cả chức năng của đèn ha. Xoay nè, nhấn nhiều cái nè, với một cái màn hình siêu nhỏ như vậy. Và nếu như mà anh em muốn có một cái màn hình bự hơn, có thể đồng bộ được tất cả hệ sinh thái đèn của Zizun qua một cái app ZY Vega, rất là tiện luôn. Cái việc mà anh em mua tất cả cái đèn chỉ về một cái dòng đèn thôi, đó là dòng đèn Zizun, thì điều khiển rất tiện và rất dễ dàng luôn. Chứ ngoại trừ một cái dòng đèn mà không thể kết nối được qua app và mình rất tiếc ha, Zizun M40 nè, đó anh em. Và phía trên nó sẽ là một cái nút nguồn màu cam ha. Cái nút nguồn này có thể cái chức năng đó là bật đèn lên hoặc là reset được Bluetooth. Và mặt còn lại sẽ là một cái khớp nối nha, anh em kết nối vô dễ dàng thôi, anh em nhìn thấy không? Và khi mà mở ra dễ dàng thôi, nó có một cái khớp nhỏ này, bấm là mở ra thôi. Y chang X100 nha, phiên bản nhỏ hơn. Anh em nhìn kích thước nè, nó như một cái phiên bản X100 thu nhỏ. Có vài anh em hỏi mình, inbox mình về cái lỗ đột tử của bên này. Anh em yên tâm nha, chỉ cần mua hàng chính hãng của Zizun Việt Nam thì sẽ được bảo hành trọn đời. Còn nếu như mà mua hàng sách tay thì sẽ không được hưởng chính sách bảo hành của Zizun Việt Nam. Phía giữa có hai cổng, một cổng Type-C và một cổng DC 24V ha. Khi mà anh em không dùng cái grip pin này của Zizun nữa, hoặc là anh em chỉ mua bản đơn thôi á, thì sẽ có một cái phương án nữa, đó là anh em sử dụng nguồn sạc dự phòng hoặc là nguồn điện trực tiếp mà phải trên 60W qua cái cổng Type-C này, thì em có thể sử dụng được cái đèn không cần cắm nguồn điện trực tiếp ha. Và anh em phải sử dụng những cái dây sạc chính hãng hoặc là dây Type-C to AC đi kèm khi mà anh em mua á, sử dụng được full công suất của đèn này. Và kế bên cái lỗ nguồn á, nó sẽ có lỗ ốc 1/4 inch ha, giúp cho anh em có thể gắn được lên những cái arm hoặc là những cái chân đèn có cái lỗ ốc 1/4, cực kỳ dễ dàng luôn. Đây có nhiệt độ màu từ 2007 tới 6005 độ K, có độ sáng là 2000 lít, 2010 lít ha, theo thông số, với khoảng cách 1m cộng với cái chó này mới lên được 2010 lít nha. Và khi mà anh em mua cái phiên bản X60 không có RGB á, thì cái độ lít nó lên khoảng tầm 30%, đó là 2680 lít, sáng hơn cái phiên bản RGB nha. Nhưng mà đánh đổi thôi anh em, đổi lại cái
bản RGB này nó sẽ có rất nhiều màu sắc để cho anh em có thể tha hồ sáng tạo ha. Độ hồng màu của đèn cực kỳ cao, chỉ số CRI lên tới 95 điểm khi mà anh em sử dụng đèn này làm key light, đánh vào da dễ hoặc là sản phẩm không lo bị ám màu nha. Và mình nghĩ cái đèn này sẽ là cái đèn quốc dân tại vì nó rất là nhỏ gọn, dễ sử dụng và ai cũng có thể xài được. Rồi, đèn này sử dụng được qua app ZI Vega, có thể điều khiển dễ dàng từ xa luôn anh em. Cho chúng ta 6 hiệu ứng ở cái mode RGB. Thứ nhất đó là firework nè, cái hiệu ứng pháo hoa nè, disco nè, hoặc là hơi lúp, hơi flash. Và mình hay sử dụng cái hiệu ứng là bullish để giả những cái hiệu ứng về báo động ha. Cái đèn này có 10 hiệu ứng đèn ở cái mode live effect ha. Quá trời hiệu ứng giúp cho anh em tha hồ sáng tạo nè. Anh em có thể sáng tạo cái đèn này không giới hạn luôn. Công dụng của một con đèn không chỉ dừng lại ở chiếu sáng mà còn có rất nhiều hiệu ứng giúp cho anh em quay bất kỳ cảnh quay nào, bất kỳ không gian nào. Mình sẽ bật đèn lên để xem thử coi nó điều khiển ra sao ha. Và khi anh em bật đèn lên nè, nhấn giữ nút nguồn ha, thì nó sẽ yêu cầu anh em phải xoay cái nút vặn này để có thể mở lên. Đầu tiên đó là cái chức năng là CCT mode ha. Anh em có thể điều khiển dễ dàng ha. Bên trái sẽ là nút điều khiển độ ca ha. Độ ca sẽ là rơi vào khoảng từ 2007 tới 6005 độ ca. Anh em thấy không? Bên phải sẽ là nút dimmer một lần 50, 100, 0. Rồi anh em nhấn một nút nữa, nó sẽ qua chức năng là HSI. Thì chức năng này anh em có thể điều khiển được tất cả các màu sắc anh em mong muốn nè. Có 360 độ màu nha anh em. Đó, anh em dễ dàng điều khiển nha. Cũng nhấn luôn. Và phía bên trái để lựa chọn cái saturation nè, hoặc là dimmer nè. Khi mà mình nhấn cái nữa, nó sẽ chuyển sang là RGB. Thì anh em điều khiển được tất cả các màu sắc RGB nè. Red nè, màu đỏ nó sẽ ít hơn hoặc nhiều hơn. Bấm cái nữa nè, sẽ chuyển sang là FX, chuyển sang hiệu ứng. Đầu tiên đó là SOS nè. Tiếp theo đó là Paparazzi nè. Tiếp theo đó là Candle nè. Nến, ánh nến nè. Đó, rất là dễ dàng điều khiển luôn nè. Đó, điều khiển được nhiệt độ màu của chớp chớp luôn, CCD Black nè, Blue nè. Tiếp theo đó là chế độ bullet. Mình hay sử dụng chế độ này để mình quay những phim TikTok hoặc là web drama. Thì sử dụng chế độ này để điều khiển nha. Đó, Red Blue nè. Tiếp theo đó là Disco nè. Bấm cái nữa nè, anh em sẽ chuyển sang là Mode Music 1, 2, 3, 4. Thì mình nói sao nó sẽ nháy theo như vậy. Rồi dễ dàng luôn, ai cũng có thể điều khiển được. Thời lượng sử dụng của con đèn này với cục pin X100 á thì lên tới khoảng tầm hơn 30 phút, tầm 40 phút á. Tùy thuộc vào chức năng mà anh em sử dụng, nó sẽ có thời lượng khác nhau. Nhưng với cái những cái đèn hiệu ứng, những cái đèn fill này á, thì mình nghĩ đối với cái thời gian như vậy đã vừa đủ rồi. Anh em có thể mua thêm những cục pin X100 để backup thêm, hoặc là sử dụng những cục sạc dự phòng, có thể sử dụng được đèn này nhiều hơn, thời lượng pin nhiều hơn ha. Và cái nữa là nếu như mà anh em sử dụng trong khoảng thời gian dài hoặc là những xích quay dài thì anh em nên cắm cái nguồn điện trực tiếp, nó sẽ ổn định hơn. Đèn có công suất 60W, nhỏ nhất thế giới, nên cái độ tiện dụng đối với anh em hay di chuyển nhiều nè, cần sự gọn nhẹ nè và cực kỳ linh hoạt. Ví dụ như anh em hay đi quay travel vlog nè, anh em làm documentary, anh em quay interview ngoài trời, hoặc là anh em quay TikTok, tận dụng được những cái bối cảnh, những xích quay có không gian chật hẹp với con đèn siêu nhỏ gọn này. Tận dụng sự nhỏ gọn đó để những anh em hay sử dụng đèn để làm backlight á, giúp cho khung hình thú vị hơn, chủ thể có sự nổi bật hơn, dễ dàng tránh vào khung hình, dính vào khung hình ha. Thì cái độ nhỏ gọn này anh em có thể giấu sau lưng nè, hoặc là giấu bất kỳ góc nào, rất là nhỏ, rất là gọn và không ảnh hưởng gì tới khung hình của anh em, không dính rác ha. Giả lập rất nhiều hiệu ứng đèn để có thể sáng tạo bất kỳ cảnh quay nào đạo diễn lẫn khách hàng yêu cầu ha. Chắc anh chị em make up hoặc là anh chị em stylist hay làm dự án cá nhân á, cực kỳ thích và cực kỳ phù hợp luôn. Độ hồng màu tốt nè, công suất cao, giúp đủ để làm key light, gắn cả những số bóc para hoặc là lighting 60 để đi làm job vô tư luôn anh em. Siêu tiện lợi và cực kỳ mạnh mẽ luôn anh em, nhìn thấy không? Chỉ có một cái cục này thôi. Đứng gần nè, sẽ bị cháy tại vì nó quá là mạnh. Bạn quay lên coi,
nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó thực sự mạnh và sử dụng được binh nữa, nhỏ xíu mà sử dụng binh và cực kỳ mạnh luôn. Thì anh em thấy sao về đèn này? Tiếp theo, con đèn này có thể điều khiển được từ xa thông qua app ZD Vega, nên cái việc mà anh em giấu đèn bất kỳ góc nào cũng dễ dàng điều khiển luôn. Kết hợp với hệ sinh thái đèn của Zizun, chỉ vào một cái app điện thoại thôi thì sẽ giúp cho những anh em hay làm lighting hoặc là anh em setup lên một cái segway commercial MV cực kỳ nhanh và tiện lợi luôn. Đèn phù hợp bất kỳ anh em làm mảng content creator nào để có thể sáng tạo nhiều bối cảnh, nhiều ánh sáng lạ, khán giả sẽ đỡ nhàm chán hơn ở những sản phẩm video sau ha. Càng ra sau thì những sản phẩm đèn của Zizun thừa hưởng một hệ sinh thái phụ kiện cực kỳ nhiều để tối ưu cho anh em sáng tạo nội dung. Ví dụ như nè, softbox mini nè, chó mini nè, dom tảng sáng nè, rồi đây ngàm chuyển nè, và có cái chân đèn nhỏ nhỏ nữa mà mình quên để ra cho anh em rồi, cực kỳ nhiều luôn. Còn rất nhiều ứng dụng thực tế mà mình chưa khai thác hết từ con đèn tiềm năng này. Nếu anh em nào có những ý tưởng độc đáo hơn về con đèn, hãy bình luận xuống phía dưới cho mọi người cùng biết nha. Về giá cả, ước tính cái con đèn này khi mà đem về Việt Nam á thì sẽ dao động từ mức 9 đến 10 triệu cho bản combo kit, bao gồm đèn, ribbon, chó mini, đâm tảng sáng, cục nguồn, dây sạc. Cái khoản đầu tư ban đầu cũng không hề nhỏ. Tin vui cho anh em là khi đặt ở trang web Kingcom Việt Nam á, nhập mã code MINUT83 sẽ được giảm 5% nha. Nếu cái đèn 10 triệu thì có thể giảm được khoảng tầm 500 ngàn lượng đó anh em. Tiếp theo đó là anh em khi mà lựa chọn sẽ có hai phiên bản đèn X60 này. Một á, là phiên bản đèn X60 Bicolor thì anh em chỉ điều khiển được nhiệt độ màu từ 2700-6500 độ K thôi, không có RGB. Và phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản RGB, mắc hơn cái phiên bản chỉ có thể điều khiển được độ K là 2700-6500 ha. Nên anh em cân nhắc trước khi mua để có thể phù hợp với nhu cầu và túi tiền của từng người, từng đối tượng ha. Hiện tại đèn cũng chỉ có lỗ ốc 1/4 inch thôi, nên việc mà anh em điều khiển cái đèn này, điều chỉnh đèn này lên xuống hoặc là như nào đó theo cái góc của anh em thì anh em phải mua thêm một cái phụ kiện nữa. Đó là những cái phụ kiện ví dụ như bon chụp ảnh á, có cái đầu ốc 1/4 á, để có thể điều khiển linh hoạt hơn về đèn này đó. Hy vọng những phiên bản sau thì Zizun sẽ cho chúng ta thêm một cái phụ kiện nhỏ nhỏ đó có thể gắn được điều khiển cái đèn này ha. Vì vỏ nó làm bằng nhựa nên cái việc bảo quản đèn trong quá trình sử dụng cực kỳ quan trọng, thì anh em nên sử dụng những cái túi đựng có cái độ chống sốc cao để giúp cho bảo đảm cái việc mà anh em sử dụng đèn này lâu dài ha, đỡ chày nè, đỡ bể nè. Và mình khuyên anh em nên sử dụng cái túi zin, cái túi của Zizun á, thì nó sẽ bảo đảm hơn trong cái việc chống sốc khi mà anh em di chuyển ở ngoài thường xuyên ha. Vẫn thiết kế hai nút điều khiển nổi ở ngoài nên anh em khi mà set thông số cố định rồi á thì hạn chế đụng vào đèn ha, nó sẽ dễ dàng thay đổi thông số. Hiện tại vẫn chưa có cơ chế khóa lại chế độ đã setup nên anh em cẩn thận ha, và mình hy vọng những phiên bản sau Zizun sẽ update cái phần này. Còn lại thì mình chưa thấy cái điểm nào để chê cái sản phẩm nên phải cần thời gian để mình khai thác hết và mình trải nghiệm hết được cái con đèn này. Nếu có cảm nhận gì về sản phẩm này thì hãy bình luận xuống phía dưới. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hãy ấn like, share, ủng hộ kênh của Đức để Đức có thêm động lực làm nhiều clip giới thiệu cho anh em hơn về những sản phẩm độc lạ, những sản phẩm mới đến từ Zizun hoặc đến từ những hãng khác ha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.